mưa thì càng khó đi nữa. Leo trekking lên núi Dinh là giờ mình không biết mình sẽ phải đi cái đường nào để lên đỉnh nữa. Thì tối nay mình sẽ cắm trại tại đây. Hi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình có dịp về Bà Rịa chơi, có rủ thêm một người bạn để đi cắm trại. Thì hôm nay mình sẽ đi cắm trại tại núi Dinh Bà Rịa. Ở dưới sau mình thì mình có chở theo lều, ghế và các dụng cụ. Mọi người theo chân mình để mà đi cắm trại núi Dinh như thế nào nha. Núi Dinh tại Bà Rịa Vũng Tàu. Bên này nó bị khai thác, đây là những cái mỏ đá. Rất là nhiều, ở đây nhiều mỏ đá. Đây là đường bắt đầu, đường lên núi Dinh rồi. Bắt đầu mình lên núi, hai bên nó là rừng cây nhiều. Đi vô tới đây thì trời bắt đầu nó đã mát rồi, không khí nó thay đổi rồi. Ở dưới kia thì nó còn nóng lắm. Nhưng mà ở đây, lên tới đây thì không khí bắt đầu nó thay đổi rồi. Nó sẽ mát hơn. Đường giống như đường đèo vậy đó. Lên núi mà. Trời bắt đầu có mây đen rồi. Không biết lên đó có mưa hay không nữa. Mong là sẽ không có mưa. Mình nhớ là trên đó có bán xăng đúng không ta? Đâu ra bán xăng đó. Sao nãy kêu đổ xăng không đổ không nổi á. Sao không phải, nhưng mà trên đó. Hồi nãy kêu đổ, kêu đổ rồi, đổ đầy bình rồi. Thì hôm qua ta đổ đầy bình mà sáng ta đi Bà Rịa tao quên. Mẹ chưa. Căng lắm đó. Ở dưới con đường đi xuống. Trời ơi, giờ chỗ nào bán xăng. Lên núi mà không biết là xăng nó còn bao nhiêu nữa. Lúc lên dốc á, thì xăng nó xuống màu đỏ. Còn lúc mà xuống dốc á, cha mưa. Còn lúc mà xuống dốc á, thì xăng nó lại chạy lên màu trắng. Nó theo nghiêng theo cái bình xăng á. Đây là đường đi lên núi Dinh đó mọi người. Là mình sẽ đi, mình mẹ cua dữ vậy. Cua tay áo mọi người. Hướng này nhìn ra kia thấy biển luôn. Ồ, lên đây là không khí nó mát mẻ liền. Nó lạnh lạnh rồi. Và trời cũng có vẻ là muốn mưa rồi. Mây nó mây đen nhiều rồi. Mong là gió nó sẽ thổi mây đi. Đó, những cái chỗ này là sẽ xuống tắm suối. Ăn gà nướng, đã có người tắm suối nhiều mà. Đó, đứng có xe, có người đứng đây. Bữa là mình đi vô cái chùa nè. Đó. Mấy bạn có thể đi vô chùa đó rồi gửi xe ở chùa để mà đi bộ lên, trekking lên thì cũng xa đó. Nhà này mình biết được một cái đường là chùa Hang Mai. Mình sẽ đi lên bằng cái đường chùa Hang Mai thì nó có cái đường đi lên cao hơn. Cho xe đi lên cao hơn thì mình sẽ đi được đỡ phải đi bộ nhiều hơn. Đây nè, đâu đây nè ha. Người ta nói là khu cắm trại chư tiên. Chùa đó. Đó, đi vô cái đường đất. Nó tu lại, nó chặt. Đó,
nó không có dốc đâu, nhưng mà ngoài thì nhìn nó rất là dốc, dốc lắm. Xe chạy nổi có một là nó sẽ lên tới nơi rồi. Giờ thì bắt đầu đi vô cái con đường đất nữa rồi. Rất là khó đi. Cái này trời mưa thì càng khó đi nữa. Lúc này chắc xe này không có đi nổi. Rồi cái này chắc tao phải xuống rồi. Mình bò lên thôi. Đất cái đít lên. Chút một mà nó bò lên. Bây giờ mình phải hai cái chân vậy. Ghế đá bị trái nè, coi ghế đá nè, rồi mình sẽ bị trái lên. Ủa nằm đá đây hả, đi bộ lên hả, ghế đá mình đi bộ lên hả? À, các bạn kìa, à đây là mình con xe lên đó. Đây là xuống đi xuống chùa Hang Mai rồi, còn ở đây là lên đỉnh La Bàn nè, thì mình là mình cần lên đỉnh La Bàn. Hiện tại mình đang leo trekking lên núi Dinh, lên đỉnh La Bàn. Hôm nay mình có đi với một người bạn nữa. Đây là poster quá dữ. Anh ấy là poster cho mọi người xem đây. Gùi hàng. Không có người này thì chút nữa mình sẽ không có những cái hình ảnh đẹp đâu. Đúng rồi, nhà cây đó nó hơi yếu không? Đó, cây đó cứng đó. Bạn thấy mình co vậy chứ, mình thở như chó vậy đó. Bây giờ đi đường nào? Đường này hay đường này? Tao nghĩ chắc đường này quá ha. Ở đây các bạn có hai mũi tên mà bây giờ mất hết là giờ mình không biết mình sẽ phải đi cái đường nào lại lên đỉnh nữa. Map rồi. Giờ này map đâu, hôm bữa mình có đi này một lần, đi sau cái gặp một cặp trai gái đi bộ chung đó nè. Bên này nó có chữ Hang Mai đi xuống nè, mà bây giờ mình không biết là mình lên đường này hay đường nào. Hình như hôm bữa mình có đi đường này. Đường này đúng rồi, đường này có xếp đá nè. Phải không? Tại vì đi lộn một cái là nó sẽ rất là cực. Thì ở đâu có con người, ở đó có rác thôi. Cái gì à? Hả? Tới luôn rồi hả? Ồ, nay để ghế đá luôn rồi. Ủa nè, có ghế đá luôn. À, yeah, đã tới rồi mọi người. Ủa thì, nhà con vô chút xíu vậy hả? À, không, mình mà không đi cái đường này, đi đường kia là chết liền ha. Mình đã lên tới được cái
đỉnh La Bàn rồi mọi người nè. Đây là cái La Bàn mọi người. Còn ở phía này là thành phố. Đây. Giờ này thì ngược nắng chắc mọi người cũng khó thấy lắm. Đây là mấy cái thị xã. Xa tinh chân trời ngoài kia nó là biển, biển Vũng Tàu. Thì tối nay mình sẽ cắm trại tại đây. Đây là một cái núi đá mọi người. Khu vực quanh ở cái khu Bà Rịa này là núi đá không thôi, cho nên họ khai thác đá rất là nhiều. Đây là nhà máy khai thác đá rất là nhiều. Như mấy cái ngọn núi bên kia như năm ngoái mình đi thì nó chưa có chọc như vậy đâu. Bây giờ thì nó đã chọc rồi và nó đã mất dần những cái núi đá đó rồi. Mất dần rồi. Mong là đừng có bị mất nữa. Những cái núi bên kia thì trước sau gì nó cũng sẽ mất thôi. Tại đây là núi đá, họ lấy đá về họ làm vật liệu xây dựng. Bây giờ mình sẽ cho các bạn coi cái ở dưới sâu nó, cái mặt sâu của cái núi này ha. Đây là cái mặt trước nè. Thì ở dưới sâu nó mình sẽ đi qua cái hướng này. Ở đây gọi là đỉnh La Bàn, nằm trên địa phận tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đây mình cũng có thể cắm trại ở đây. Wow, bên này thì nhìn thấy biển rõ hơn nè. Đằng xa đó các bạn thấy không? Tàu thuyền mình. Đó, đó là biển đó. Đó biển đó, bên đó Vũng Tàu đó. Buổi tối ở đây thì lên đèn sẽ rất là đẹp. Má ơi, má nó ngồi ngay đây trước mặt đây. Đây nhìn đó, nhìn khó luôn á. Thấy mình rồi đó. Nó bóng á. Nó bóng á, cái độ bún ghê lắm á. Ngồi xuống đây đi. Nó nhỏ mà. Nó bún á. Trời ơi, hèn chi. Bạn thấy nó ngụy trang ghê không? Bạn thấy rõ không? Nó ngụy trang rất là nhìn giống như là màu của lá vậy đó. Bên kia nó nắng quá. Bên này có được miếng cây nên mình sẽ ra đây mình ngồi. Đây là cái bàn mới, hai cái ghế quá dễ thương luôn. Rồi bàn, ly cũng không có để mà mua một cái ly đẹp nữa. Lên đây người ta chỉ còn đúng cái ly này thôi, thôi mua uống thôi, vui đời cỡ nào cũng được nữa này. Đó, đó là cái La Bàn, đỉnh La Bàn. Bắt đầu hoàng hôn bắt đầu chưa đâu, giờ mới 3 giờ hơn à, khoảng 4 giờ đầu hoàng hôn nó xuống mới đẹp.
chiều tối rồi, mặt trời cũng đã lặn rồi. Hôm nay thì vô tình lên đây thì gặp một sư thầy. Sư thầy ngồi nói chuyện luôn. cái cây đó luôn, nó trồng như cái cây đó. Đó là quy hoạch cây đó. Đúng bao nhiêu năm nó mới quy hoạch. Tuổi bao nhiêu mới quy hoạch có luật. Con cá mình sai bao nhiêu mới được mùa câu mới được câu. Không mùa câu không đúng được. Đây là một cái vực mọi người. Đây là cái mỏm đá là hết rồi nè. Cái chữ này là hết rồi mọi người. Cũng lên đi xuống nữa. Chỉ sao mọi người có cái vực rồi nữa. Cái dốc đá. Giờ gặp cái vấn đề là mưa, mây đen quá nè. Mây đen quá rồi. Trong khu vườn yêu thương, xây giấc mơ thiên đường. Ta rồng mơ yêu thương, xua tan đi não phiền. Ta rộng mở yêu thương, cho tâm ta tỏ tường. Hãy sống và yêu thương, cho đường về rộng mở. Hãy sống và giúp đỡ, để mở rộng yêu thương. Xuôi ngược khắp bốn phương, qua muôn dặm nẻo đường, những lòng không dao động, những lòng chẳng vấn vương. Hãy sống và yêu thương, hãy sống và yêu thương, cho đường về rộng mở. Hãy sống và giúp đỡ, để mở rộng yêu thương. Hai, chào mọi người. Bây giờ là chắc bây giờ là chính xác là 7 giờ sáng rồi. Trời nó cũng chưa sáng hẳn. Mặt trời thì đã lên ở bên phía bên kia rồi. Mình sẽ nghỉ trưa tại đây. Hai anh em. Đồ ăn là chắc ăn là tới ngày mai đi. Coi à, có đồ ăn nè. Để cho đi đưa đồ ăn nè. Có cái gì ăn? Đây. Gà. Wow. Gà luộc chặt. Đó. Rau thơm, nước chấm, chanh. Oh. Xôi, đậu phộng. Xôi ăn gà luộc. Ăn tráng miệng bằng cạo quýt ở nước. Cái này đủ đến tối. Wow. Nay mình có đồ ăn rồi. Hồi nãy có một số chị lên đây thì mình có quay giùm cho chị. Và bay live cam quay cho mấy chị thì mấy chị có tặng lại mình đồ ăn. Rồi còn mới không nè. Mới mà. Dạ. Yeah. Mình sẽ ra võng mình nằm thôi. Nay thì mình có xôi đồ phộng nè. Gà chặt nè, quá ngon luôn. Và mình cũng đang quá đói luôn rồi nè. Quá đói luôn rồi mọi người ơi. Ăn thôi. Thôi được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Bỏ một góc thôi. Đúng rồi. Không có muối buồn. Này muối tiêu. Được rồi. Cái chanh, có chanh gà, chanh chấm cái kia. Chấm gà. Đói quá à. Bây giờ là 12 giờ hồi trưa rồi. Không rửa tay nè. Nước nè. Có gì nước thôi. Mình miếng cái đùi. Đùi đã chặt rồi. Này là cái chân. Gà lá chanh ngon quá. Mình
dọn đồ nhanh đi về thôi. Chào mọi người nha, hẹn mọi người ở một clip du lịch ở một nơi khác nha. Mình mới chỉ được tới đây thôi, rồi trời mưa và mình cũng không có thời gian nhiều. Mây nó đã đổ xuống rồi.